Hello hello anh em, tôi vừa đọc cái thông tin của Thủ tướng Chính phủ đưa ra đó, là yêu cầu tất cả các ngân hàng phải giảm cái lãi suất cho vay xuống, lãi suất huy động xuống là xuống từ 7,5 cho đến 9,5% thay vì ngày xưa là 9,5%, đúng không? Bây giờ chỉ kịch trần là 7,5% thôi. Thế thì thực sự đây là cái tin vui cho những nhà đầu tư đang vướng hàng. Và đồng thời nữa là mọi người có thể là thoát hàng trong lúc vận này, hoặc là bất động sản sẽ vọt lên, tăng lên như ngày ở kỳ trước, đúng không? Thực sự là rất vui anh em ạ. Hy vọng rằng đây cũng là cái tin tốt cho anh em. Anh em nào mà đang vướng hàng và cảm thấy vui mừng vì cái điều là nhà nước, chính phủ mình rất là quan tâm đến bất động sản và quan tâm đến ngành nghề khác và rất là ủng hộ cho nhà đầu tư, đúng không? Và ở đây thì rất là nhiều nhà đầu tư ôm hàng để chống rất nhiều biệt thự. Đây rất là chống nhưng mà cũng rất là nhiều nhà, rất là nhiều tiền. Trong nhân cái cơ hội này, họ đã về đây mua những sở hữu những căn biệt thự mặt tiền 14 mét mặt tiền anh em. Khủng khiếp. Và rộng 300 mét vuông mà giá chỉ có 80 triệu đồng đến 75 đến 810 triệu đồng mét vuông. Tuy nếu các bạn có thể đàm phán thì có giá rất là tốt. Nhân cái cơ hội này thì chúng ta sẵn sàng xuống tiền mua nhé. Và tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó để mà bất động sản lại sốt như năm 2021 nữa. Bởi vì bây giờ ai cũng sợ rồi, đúng không? Anh em có sợ khi mà đầu tư bất động sản rồi? Hoặc là khi mà các bạn có dám sợ, có sợ thấy sợ khi nói là tôi là sale hoặc là tôi là người bán đất bất động sản không? Bây giờ nghe thấy cái dân mà nói về bất động sản nghe là nói mẹ cái thằng đấy vỡ nợ hoặc khả năng thằng đấy nợ nần nhiều đấy, đúng không? Cái câu hỏi này hoặc cái câu nói này rất là nhiều người đang đối với lại dân bất động sản thường như vậy. Thế thì hy vọng rằng là cái thời gian tới này sẽ có nhà người người được vui mừng, bởi vì bất động sản liên quan đến rất nhiều ngành nghề khác nhau: xi măng, vữa, gạch, cát, đá xi, đúng, hàn xì, sắt thép, nhôm kính đều có liên quan đến bất động sản. Và cầu chúc cho mọi người nhân cái cơ hội này chúng ta có thể là vui mừng nhá. Chúc quý anh chị đầu tư thành công, lãi suất ngân hàng tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm đấy. Giảm rồi thì chúng ta bất động sản sẽ là rất là lợi thế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Và đây là những cái căn biệt thự 300 mét vuông mà mặt tiền là 14 mét anh em ạ. Thực sự là hơn 300 mét vuông 14 mét mặt tiền mà rất là rẻ ở giữa thành phố Hà Nội mà chỉ có 75 cho đến 80 triệu đồng một mét vuông. Thực sự có sổ đỏ nhá, anh em có thể là trú tiền vào tiền vào lúc này. Quá đẹp, rất là nhiều nhà đầu tư đã về đây mua và ở người ta sửa chữa đây, các bạn nhìn này, rất là đẹp. Người ta về đây ở rồi. Quý anh chị nào quan tâm đến cái căn biệt thự ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội này nhá thì có thể liên hệ với tôi. Rất là đẹp luôn anh em ạ.